Thưa quý vị, liên quan đến kêu gọi cúng dường để hưởng lạc của các ma tăng, và gần đây nhất thì Giáo hội Phật giáo cũng đã lên tiếng kêu gọi để ủng hộ đồng bào miền Bắc. Và thực hư về câu chuyện kêu gọi cúng dường này như thế nào với sự bất bình, bức xúc của người dân? Và bài viết sau đây là một minh chứng cho chúng ta thấy rất thú vị của lời kể của một người được cho là nông dân trong bài viết này. Em nghe nói là bên hội các ông giáo mang danh Phật Pháp hỏi ra cái thông bạch là kêu gọi bà con chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt. Thế tại sao các ông không kêu gọi luôn mấy cái thằng thiên tai trong hội của các ông ấy, như là cái thằng thích múc gáy sinh ấy, ở chùa Cậu Vàng ấy, hỏi thằng đấy nó thích thỉnh rồng ra, hỏi rồng phun ra ở biển ấy, đúng không? Đã được giúp người dân rồi, rồi hỏi ngay cái thằng thiên tai như là thằng thích chuyển bình an qua app đấy, đấy thích chuyển khoản đấy. Dạ vâng, xin mến chào quý vị và các bạn trở lại thông tin hôm nay với nội dung và đề tài của bài viết liên quan đến việc kêu gọi cúng dường và cúng dường của các ma tăng đối với sự kiện liên quan đến gần đây Giáo hội Việt Nam đã đứng lên kêu gọi bà con ủng hộ cúng dường để giúp đỡ bà con sau vùng lũ và khắc phục hậu quả do cơn bão lũ vừa qua đối với người dân miền Bắc. Thưa quý vị, chúng ta cũng đã biết sau khi sự kiện và hiệu ứng liên quan đến sư thầy Thích Minh Tuệ và sự xuất hiện của Thích Minh Tuệ đã lộ cho chúng ta biết, thấy được bản chất thực sự đâu là con đường chánh đạo của những nhà tu hành chánh pháp. Nhưng liên quan sự thật này, đến bây giờ chúng ta mới thấy rõ được niềm tin của bá tánh Phật tử đối với Đức Phật và các giáo lý của Đức Phật đề ra để răn dạy cho chúng ta, đó là một niềm tin bất diệt. Nhưng ngược lại đối với ma tăng thì tất cả niềm tin liên quan đến các giáo lý của Phật Pháp này không còn là một niềm tin hiện hữu trong bá tánh Phật tử gần đây. Thưa quý vị, sau khi sự kiện về liên quan ánh sáng và hiệu ứng của Sư Minh Tuệ đã xuất hiện cho chúng ta thấy được bóng đen của ma tăng lần lần đã lộ diện ra, rất nhiều các con sâu đã làm rầu trong Giáo hội Phật giáo. Thực hư về vấn đề này thì vừa qua liên quan đến ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây thiệt hại rất là nặng nề cho người dân của miền Bắc, thì bên cạnh đó Giáo hội Phật giáo còn sót lại những người tu chánh pháp đã đứng lên kêu gọi người dân lại tiếp tục ủng hộ để cúng dường và việc ủng hộ để giúp sức cho bà con đồng bào miền Bắc. Đó là lời kêu gọi với tinh thần, nhưng thực ra chúng ta đã thấy đó, trước nay các bá tánh Phật tử cũng đã cúng dường cho các giáo hội, những nhà tu hành số tiền không hề đơn giản. Nhưng đến bây giờ, việc mà nhà nước khi cần thì các tôn giáo này lại đứng lên rêu rao cái đạo nghiệp gọi là cúng dường này một lần nữa, thì chắc chắn trong giáo hội sẽ còn rất nhiều các ma tăng. Ngoài các ma tăng mà đã xuất đầu lộ diện và đã bị cộng đồng mạng lôi ra ánh sáng trong thời gian gần đây, thì các ma tăng đó đều nấp bóng, không hề thấy xót xa, không hề lên tiếng để cảm thông cho số phận và sứ mệnh của người dân miền Bắc khi đã bị sự ảnh hưởng bởi thiên nhiên, đối với sự nóng giận của mẹ thiên nhiên đã trút xuống những cơn bão lũ mà người miền Bắc đã chịu thiệt thòi, ảnh hưởng rất nhiều. Trong đó có sự chung tay góp sức về việc gọi là phá rừng và hưởng thụ trên cái sự an lạc của mình đối với các ma tăng. Nhưng bây giờ cảm thấy không xót xa về cái nỗi đau cho người miền Bắc. Nhưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng là nơi để cho các Phật tử đáng tin về các cái tín đồ về tâm linh đối với Đức Phật loại trừ các ma tăng ra, thì chúng ta thấy Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn rất nhiều những gương mặt tu theo con đường chánh đạo của Đức Phật. Và thực sự về vấn đề này, niềm tin của các bá tánh Phật tử đến bây giờ cũng không còn niềm tin và hy vọng đối với ma tăng nữa. Nhưng đối với niềm tin các giáo lý của Phật Pháp thì đó là một niềm tin vĩnh cửu, không bao giờ lay chuyển. Sâu sâu về vấn đề vừa qua, Giáo hội Phật giáo lên tiếng kêu gọi và yêu cầu ủng hộ để giúp đỡ cho người dân miền Bắc, thì một số người dân và đồng bào các Phật tử cũng đã lên tiếng phản ánh về vấn đề này. Các chùa chiền, các thượng tọa, các ông lãnh chúa trong các tôn giáo cũng đã hưởng thụ và thừa hưởng các cái quyền lợi từ các Phật tử rất là nhiều. Từ trước đến nay, liên quan đến cái việc mà gọi là cúng dường, đến bây giờ ta chỉ cần gọi là trút hầu bao ra để giúp đỡ bà con nghèo trong tình thế khó khăn. Đấy, như vậy mới gọi là phải lý, phải đạo, phải đời, đúng theo cái giáo lý của Đức Phật là lá lành đùm lá rách chứ.
Nhưng đến bây giờ sự cố này, tại sao không đứng lên giúp đỡ mà lại vẫn là với hai cái ngôn từ là kêu gọi để cúng dường như thế, khiến cho người dân mất đi niềm tin và phẫn nộ. Và sau đây chúng ta cùng nghe một bài phân tích và nói chuyện của một anh nông dân liên quan đến sự bất bình này, và anh có sự góp ý xây dựng và lên tiếng sau khi cái hậu quả và hệ lụy để lại cho người miền Bắc không chỉ là đơn giản là mất đi người thân mà ảnh hưởng rất lớn đối với kinh tế của nhà nước. Thưa quý vị, chúng ta cùng nghe lời nhận định và đánh giá của anh nông dân này. Em nghe nói là bên hội các ông giáo mang danh Phật Pháp hỏi ra cái thông bạch là kêu gọi bà con chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt. Thế tại sao các ông không kêu gọi luôn mấy cái thằng thiên tai trong hội của các ông ấy? Như là cái thằng thích múc gái sinh ấy, ở chùa Cậu Vàng ấy. Hỏi thằng đấy nó thích thỉnh rồng ra, hỏi rồng phun ra biển ấy. Đúng không? Đã được giúp người dân rồi. Rồi hỏi ngay cái thằng thiên tai như là thằng thích chuyển bình an qua app đấy. Đấy, thích chuyển khoản đấy. Đấy, hỏi thằng đấy là suốt ngày nó có một tục kinh nhốt nó lại. Rồi thì hỏi ngay cái thằng thiên tai trong hội của các ông như thằng Trương Tạ Việt đấy. Đấy, hỏi thằng đấy ấy, nó hiến luôn mấy cái con gọi Angora thần kinh hay con Nguyệt phải gió ấy, cho Hà Bá đi. Bởi vì nó bảo là lũ lụt là do Hà Bá dâng lên để cưới vợ đẹp. Hỏi nó hiến cho hai cái con đấy đi. Thì có khi là dân tình là đỡ khổ rồi. Hả? Cần gì phải ra thông bạch nữa. Đúng không các bác? Đấy. Mà ra thông bạch này thì cuối cùng là ra là thành là cháy nhà mới ra mặt chuột đấy. Nhá. Thế các ông từ xưa các ông cứ bảo là cúng dường cúng chiếu để được phước nọ phước kia. Thế thì cuối cùng là giả tạo hết à? Hả? Mà bây giờ gặp thiên tai hoạn nạn cũng phải hỏi mọi người cùng ra cứu giúp. Thế là các ông cũng là mõm à? Nằm hầu à? Trò hề à? Hả? Hay là lòe à? Cho nên là từ nay trở đi ấy, người dân mà không tỉnh táo tàu ra đó, đấy, lũ ấy, hay là thiên tai hỏa hoạn xảy ra, ai giải hạn cho quý vị? Là chính quyền, quân đội nhân dân, cùng với công an, cùng với tất cả các ban ngành. Đặc biệt là gì? Đặc biệt là có sự chung tay góp sức của toàn dân. Những người hảo tâm, những người có tâm và có sức, có tiền, có của. Đấy, thì mới giải được hạn quý vị nhá. Còn những cái hạn nó nặng quá, những người dân không may mắn, gọi là không thể cứu vớt vãn được. Thì đấy, thì quý vị đã nhìn thấy rồi đấy, quá thương tâm. Có đúng không ạ? Chứ không có một thằng đầu trọc nào nó cho quý vị được bình an đâu. Hay là có một cái thằng mất dạy nào nó hỏi là cúng cả nhà lẫn đất để cho quý vị được cái nọ cái kia đâu. Rồi không có một thằng mắt dạy nào nó nói chuyện được với rồng để nó hỏi là rồng chuyển mưa ra chỗ khác đâu. Có đúng không quý vị? Thế mà bây giờ là hội các ông giáo là mang danh gọi là Phật, là hỏi là cũng đi kêu gọi mọi người ủng hộ. Thế thì từ xưa tới giờ ấy là toàn là mõm mà. Thằng nào cũng kêu gọi là cúng dường cho ta là được phước báo. Phước báo ở đâu? Cho nên là tôi thấy rằng là từ cái thiên tai này, mọi người hãy dân hãy tỉnh táo ra, dành tiền đấy ấy, mà lo cho chính gia đình mình đi nha. Đừng có bao giờ mà đi nghe những cái bọn gọi là xàm xí nữa. Thưa quý vị, nghe rất là thú vị và rất là chỉ lý, phải không quý vị? Sự bức xúc của người dân khi gặp đại hoạn trong vấn đề liên quan đến thiên tai và sự giận dữ của mẹ thiên nhiên cũng có thể là ảnh hưởng đến việc phá rừng của các ma tăng này. Chúng ta cũng đã thấy rằng sự bất bình từ người dân khi mà được gọi rằng là hưởng phước từ việc cúng dường mà các ma tăng, các nhà tu đạo tạc này đã nhồi sọ, đã dạy cho con người các Phật tử một cái tư tưởng gọi là bao giờ cũng phải cúng dường mới có phước lớn. Như vậy cái việc cúng dường của bá tánh Phật tử từ trước đến nay đi đâu và về đâu, và ai đã được hưởng phước gì từ cái việc cúng dường này hay chưa, từ các bá tánh Phật tử đối với các ngôi chùa, ngôi đền to mà đang chứa các ma tăng đó. Như vậy thì bây giờ cái việc mà cúng dường từ trước đến nay, tại sao sự cố gặp như vậy không đem cái phần phước đó ra mà ban cho dân lành để thể hiện đó là phần phước đã báo đáp và là cái hiện tượng và cái hiệu ứng có thực của phước báo đối với như cái lời nguyền của các ma tăng vậy.
Như vậy thì qua cái lời phân tích và nhận định của một anh chỉ là nông dân thôi, nhưng với sự bất bình đã thấu hiểu được sự thật liên quan đến các vấn đề này, chúng ta mới thấy được thực hư về cái niềm tin của con người đến bây giờ đối với Đức Phật và đối với các ma tăng này nó không còn hiện hữu. Đối với Đức Phật thì mãi mãi trường tồn, đó là niềm tin vĩnh cửu, là niềm tin mà Đức Phật đã dạy cho con người chúng ta là sống phải biết thiện, sống phải biết san sẻ, sống phải biết làm điều hay lẽ phải, chứ không phải là sống để bảo thủ, sống để thụ hưởng, sống để quy tụ, sống để gom góp, sống để vơ vét giống như các ma tăng nữa đâu quý vị. Phật đã dạy cho chúng ta là biết buông bỏ, biết hỷ xả, không còn tham lam, không còn sân si. Nhưng vừa qua chúng ta thấy đó, chỉ là một sự xuất hiện của sứ giả Sư Minh Tuệ thôi mà các ma tăng đã lồng lộn lên sân si, cho rằng là Sư Minh Tuệ đã đánh mất cái nồi cơm, đã làm ảnh hưởng đến chén cơm manh áo của các ma tăng, cho nên họ đã lồng lộn một cách vô cớ như vậy. Và đến bây giờ sự thật của sự tồn tại của tự nhiên đến bây giờ đã cho chúng ta thấy các ma tăng này đã giả tạo, đã nhồi sọ vào tư tưởng của các Phật tử để rồi chúng thâu gom hết tất cả của bá tánh. Đáng lý ra đây là cơ hội để mà các ma tăng này đem cái mà gọi là có cúng dường thì mới có được phước báo, đem cái phước báo này ra mà phân phát cho người dân, cho bá tánh ở ngoài kia đang còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng đến bây giờ các ma tăng này đã lẩn trốn, đã núp bóng trong một bóng đêm. Khi mà cộng đồng mạng lên tiếng, khi mà sự sỉ nhục không còn chỗ để mà gọi là lôi đầu các ma tăng này ra nữa, thì bọn ma tăng này luôn tìm cách tránh né và núp bóng một cách im lìm. Vừa qua thì sự lên tiếng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đó là một cái điều mà đã khiến cho người dân không còn một cái niềm tin nào nữa khi liên quan đến việc mà kêu gọi cúng dường. Chúng ta vẫn thấy rằng việc ban phát phước báo từ các tín đồ tôn giáo cũng đã kêu gọi từ rất lâu rồi. Và cái sự linh nghiệm của phước báo đó ở đâu? Bây giờ người dân miền Bắc đang cần cái sự linh ứng từ phước báo mà các ma tăng này luôn miệng thuyết giảng cho rằng càng cúng nhiều tiền thì càng nhiều phước báo đấy. Đến bây giờ cái phước báo không thấy, nhưng thấy người dân đã mất, thấy người dân đã chịu thiệt thòi rất nhiều. Còn các ma tăng thì vẫn luôn nhẫn nhơ để hưởng thụ, để sống một cuộc đời an lạc giống như ông hoàng bà chúa ở trong chốn ngai vàng cung điện như vậy. Thưa quý vị, tất cả những thông tin liên quan đến sự kiện và các vấn đề liên quan đến xã hội và các yếu tố đối với các ma tăng trong vấn đề trục lợi này chúng ta cũng đã biết quá rõ. Và đến bây giờ sự thật về việc bất bình của người dân cũng đã thấu hiểu được sự kiện này. Rất mong các cơ quan chức năng hãy sáng suốt vào cuộc để làm rõ dấu hiệu của các ma tăng, họ có lợi dụng hay không, để đưa ra ánh sáng trả lại niềm tin cho bá tánh cộng đồng liên quan đến tôn giáo và niềm tin của Đức Phật. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi đoạn thông tin trên. Xin mến chúc quý vị và các bạn có một ngày bình an và hạnh phúc. Mình xin chào thân ái ạ.